Chương trình Phổ Pháp Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị thưởng thức Sám Giảng quyển 3. Đây là quyển thứ 3 mà Đức Thầy đã viết năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 612 câu. Quyển này khởi đầu bằng câu "Ngồi trên đảnh núi Liên Đài" và chấm dứt bởi câu "Chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan". Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thảnh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng ơi cành lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tử duy mây phủ nhiều đông, bồng lai một còi hữu danh nữ chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng mì ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng mi trần gian ngư phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn ơi rừng xanh, tối về kinh kệ cưới canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, hám vui đào mần vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trung. Đò đưa cứu kẻ trầm luân,
đặng chờ dẫn đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dậy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình ơi, một khi rước đưa người tục mi tu trì xa khơi. Nó chịu rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp mi khoai, cháo rào đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh nữ lầu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính ni tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiền tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp mi đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viếng thăm mới dương trần. Ngộ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sao nhiều cuộc cây đất ngư cài, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa.
Lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ thứ sao sao từ đây. Chinh á chinh bông xê về tay, đói nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý ơi tư ân, phải lo đền đáp mi xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời văn vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế như sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương giữa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lam, mẹ tu hành nào đợi chùa Am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sao lọc lại dứt tì cũng chê. Bởi dần chớ có say mê, trung lương chánh trực giữa kề đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết cơi nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sanh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bạn với cao cày, bây giờ xuống thế cao cày lìa xa.
Thiên cơ biến đổi càng qua, gặm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp mà chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa vân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi. Để sao khói đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tịnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch ni lắm phen lụy bình. Tu là sửa trọn ân tình, tào khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chơi khá trề chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xưng hiệu khùng điên,
nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại, cần quỳ ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau trí hiền tâm đức ơi, chùi lao ra công lộc kỳ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra hoài ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghìn ngang hồn ơi ầu, phải chừa bà con nội ngoại dạ thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thu hùm sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi gì kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm má cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hùng hăng ý của giàu sang, chẳng kiên trời Phật nghe mê mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái ơi có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà dình gia can.
Nghiêm đường chiếu linh cho an, loạn lưng càng kỳ hổ mang. Tiếng đời anh em đừng có đổi dời, phủ phàng giữa mũi xe lơi nghĩa tình. Tuy là trời đất trọng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái ơi cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới là. Phải gìn dục vòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cần phân, nghe tạm tùng vẹn dự lập thân. Buổi này tình duyên chẳng kiếp thì chày, chớ đừng cãi lịnh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dù cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phản ngang, thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm mi đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ xứ phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bương. Đem lời hiền đức tốt mi tươi, đặng mà giao quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả vương mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tanh,
chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ỏi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cùng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tình ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm mưa thì xài lâu hơn. Những người có của tiền dư, hãy mau bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ôi. Tại sao chẳng cúng chè sôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có ai muốn nghe qua què lầu đài sơn phết, cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham mưa lầu đài. Chữ tu hại ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nề mau lâu. Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mỹ dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiến nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cây cốc ken, trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng. Lại thêm đờn địch từng từng, đem con heo sống mi mà dưng làm gì. Chủ cha kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn ơi sầu bi, học nho cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đồi ngâm chuyện trên
trời, tình duyên ca nước vậy thời vô con. Thấy đời ta cũng heo vòn, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bãi cắt ba, nó đòi năm cắt người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc nghi lang xa, cũng là mổ mật nghi người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao vừa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết cây thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngủ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế ơi sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt ngứa làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm y lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bóng qua cầu Phật hiếp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gặm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rải từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng.
làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương Trần làm chuyện vị kỳ, tạo nhiều cảnh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lệ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn ơi thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt cái miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hộ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc cười nàng cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà đi tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam tra bắt mặt tình bốn phi. Khuyên răng trần thế ơi, một khi tuồng đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dục mi trong mơ nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng họ đừng réo làm chi, nghìn ngàn kiều múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, cùng thầy ra lệnh nên tay giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nai dương trần. Khuyên đừng chửi thánh ơi mắng thần,
xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lượng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt cơi ngọc cơ lụy rưng, quỷ yêu ba tánh biết chừng nào ngôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ bím đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát ơi từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bờm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tại phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thì già rân. Nói cho trần hạ liệu toan, chớ theo tá đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lũ mê hồn chúng sanh. Thành binh sai ơi đầu cũng rằng, nếu tình thời mắt tan tành về sau. Bây giờ bất cứ luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiền bình bốn phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thu ác dậy đầy,
lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sao này. Hiền lành chừng đó xung dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lần, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sần, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt thảm ngại rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đại ngọc mi các lần mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dại rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt cái tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới hoang bơ trần. Đêm đàn đi thỏa chớ nghĩ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bệnh lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ mà đời trần hả làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phi tình, đàn tiên cõi tục mi phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mà thêm nhân cho đời. Hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây.
ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta dạy cô lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tráng trình truyền sấm ơi mấy lời, ngày nay dân chúng vậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi con chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió dông thì cội cây trung, phương xa có giặc thung dung đặng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ mau đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua truông, thế gian yên lặng hát tuồng khai ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Ước mơ dân khỏi nạn tai, dắt diệu tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bớ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yêu già. Dường linh đơm hoài mới là, có chi cũng nấy vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giáng này ra cuối ơi mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đoan đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lăn mướt ngang
ngày rày ăn chơi, dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt quá. Trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng cao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì, cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nó lại kinh chê, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Tự do trai gái ơi, kết tình với lò trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lời. Xoa hình sữa sắc chiều mới, đang làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thoáng vong, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lả lê. Gặp ai đói ơi, trách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian răng. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm xảo trá khổ thân sau này. Giao duyên các sở các thầy, khuyên mau tính ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miệng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triều minh, nàng kiều gì hiếu bán mình chuột cha. Tuy là lưu lạc bốn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét ta cũng mặc tình, nghiệm kim si cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng này chỉ các điều tồi, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng tiếc chi, miễn cho ba tánh nặng gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa,
chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp mà chiếu manh, ta cho bả tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một cái bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót Phi Bôn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nếu ghi, miểu son tạc để tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đêm mưa vào lòng. Người tu như thể ba tòng, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn. Xưa ai trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sử kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặt ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chữ tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tôi gấp kịp thì, đặng xem báo uy ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn ơi đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây đã dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần
chư vị năm non bãi núi phổ độ bá tánh dạng dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê linh. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy quan thượng đẳng đại thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, phổ độ ba tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.